Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về các thanh công cụ cần biết khi sử dụng phần mềm Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm nắm được các thanh công cụ trong Revit và tùy chọn ẩn hiện thanh công cụ. Quay trở lại giao diện của Revit khi chúng ta mở phần mềm lên. Trong bài học trước, mình đã giới thiệu đến các bạn những cái nội dung liên quan đến việc các cái công cụ và các cái thiết lập khi chúng ta mở cái giao diện này lên. Thì trong bài học hôm nay thì mình sẽ mở một cái file. Nó sẽ nằm trong mục Sample File nhé. Các bạn vào Open này. Sample Files. Đây chính là những cái file mẫu của hãng Autodesk cung cấp cho người dùng Revit. Và các bạn có thể lựa chọn một cái file bất kỳ. Ví dụ như mình chọn cái file RAC Advanced Simple Project này. Mình chọn nó và Open. Ok, phần mềm nó mở lên. Và các bạn thấy đây chính là giao diện khi chúng ta sử dụng Revit để thiết kế dự án. Ở ngay chính giữa màn hình các bạn sẽ thấy đó là hình ảnh của dự án chúng ta. Đấy, cái công trình này chính là cái công trình mẫu. Ở đây mình sẽ bật cái view 3D để các bạn thấy dễ hơn. Đấy, được chưa? Xung quanh cái màn hình chính này thì nó sẽ có các cái bộ công cụ nó nằm xung quanh. Bao gồm ở trên, trái, phải và phía dưới. Đầu tiên các bạn có thể thấy này, chúng ta sẽ có một hàng các lệnh phía trên này. Đây là bộ công cụ có tên đó là Quick Access Toolbar. Tức là các công cụ nhanh. Thế này các bạn thấy có những cái lệnh mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Đó như là lệnh Open, Lưu File, hay những cái lệnh Undo, Redo, tức là Ctrl Z và Ctrl Y. Hay những cái lệnh bật các giao diện 3D, vân vân. Những cái lệnh này là cái lệnh mà các bạn thường xuyên sử dụng. Và các bạn có thể kích vào đây để thực hiện luôn. Chứ không phải là vào trong các cái bộ công cụ ở đây tìm kiếm. Giả sử các bạn có một cái lệnh nào đó mà các bạn thường xuyên sử dụng. Và các bạn muốn đưa nó vào trong bộ lệnh Quick Access Toolbar này. Giả sử mình muốn cái lệnh tường này này. Mình khi nào cũng có thể kích vào đây và dùng để tạo tường luôn. Chứ không phải là vào Architect rồi mới kích vào đây để tạo tường. Thì mình chỉ việc là kích vào chuột phải vào cái lệnh Word này. Và mình chọn là Add to Quick Access Toolbar. Thì bạn thấy đây. Ngay lập tức cái lệnh tạo tường nó được đưa lên bộ công cụ này. Đấy. Và ngay lập tức thì khi các bạn sau này các bạn làm dự án thì bạn chỉ việc kích vào đây thì chúng ta có thể vẽ tường luôn. Đấy các bạn thấy không? Giả sử các bạn không muốn một cái lệnh nào đó mà các bạn muốn loại bỏ cái lệnh gì đấy khỏi cái bộ thanh Quick Access Toolbar này. Giả sử mình muốn loại bỏ cái lệnh tường này thì mình lại kích chuột phải vào cái lệnh tường này và mình chọn đó là Remove from Quick Access Toolbar. Được chưa? Rất là nhanh chóng và tiện lợi đúng không? Sau này các bạn thích dùng các lệnh gì thường xuyên dùng nhiều thì các bạn có thể đưa lên đây. Tiếp theo là các bạn sẽ thấy là phía bên phải này này nó sẽ có bộ công cụ là Info Center. Thì bộ công cụ Info Center này thì chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng nhiều nhất chính là cái công cụ giúp các bạn đăng nhập vào tài khoản Autodesk để các bạn có thể tiến hành render hay là lưu trữ file hay là làm việc nhóm. Được chưa? Các bạn có thể kích vào đây nhá. Giả sử đây là mình đăng nhập vào rồi thì các bạn có thể thì các bạn có thể đăng xuất ra này. Và các bạn có thể đăng nhập vào. Đấy, được chưa? Thì thường mình chỉ sử dụng cái đăng nhập này thôi. Đấy là Info Center. Tiếp theo là phía dưới này là các cái nhóm lệnh. Và đây chính là các Ribbon Tabs. Ở đây các bạn sẽ thấy nhá, chúng ta sẽ có các nhóm lệnh như sau. Nhóm lệnh đầu tiên là Architecture. Đây là nhóm lệnh liên quan đến bộ môn kiến trúc. Các bạn sẽ sử dụng những công cụ trong này để dựng lên mô hình kiến trúc của chúng ta. Như là dựng tường, những cửa, cửa sổ, cột, mái, trần, sàn, tường vách treo, tường kính, lan can, thang, đấy, vân vân. Với các bạn làm kiến trúc thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ này rất là nhiều. Được chưa? Tiếp theo là structure, tức là kết cấu. Trong này các bạn có thể dựng những đối tượng liên quan đến bộ môn kết cấu như là dầm, cột, sàn, móng. Được chưa? Các bạn cũng có thể bố trí thép trong này. System là các mạch máu của công trình, tức là các hệ thống như là hệ thống HVAC, điều hòa thông gió, như hệ thống mechanical liên quan đến máy, plumbing and piping liên quan đến nước, bao gồm cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, hay là electrical liên quan đến điện. Và các bạn có thể thấy rằng ấy, Revit cho phép chúng ta dựng cả 3 bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện trong một cái file duy nhất và trong một phần mềm Revit duy nhất. Đây chính là cái sức mạnh
mà khi các bạn có thể làm việc được cả ba bộ môn như vậy trong một file, trong một phần mềm thì nó chắc chắn sẽ hiệu quả hơn này, nó sẽ chính xác và đồng bộ hơn giữa các bộ môn và chúng ta sẽ hiểu rõ nhau hơn. Đấy, và đây chính là cái sức mạnh mà các cái doanh nghiệp, các cái công ty làm giữ các dự án lớn hay là các cái chủ đầu tư, nhà thầu họ khao khát khi sử dụng Revit. Tiếp theo là mục Insert, tức là mục có thể đưa các file vào. Revit cho phép các bạn đưa rất nhiều định dạng file vào trong Revit để có thể sử dụng phục vụ thiết kế, như là đưa một file Revit vào này, đưa một file IFC, đưa một file CAD, hay đưa một file DWF, đấy, hay là đưa file PowerCloud. Cloud. Các bạn có thể đưa file ảnh hoặc load các family, các cái nhóm đối tượng vào trong dự án của chúng ta. Các bạn thấy không? Mục Annotate, tức là nơi chúng ta sẽ có các công cụ liên quan đến chú thích và triển khai. Nếu các bạn nào làm triển khai thì các bạn sẽ sử dụng rất nhiều các công cụ này, như là DIM, đo kích thước, detail, các công cụ về làm chi tiết, text là chữ, tag tức là chú thích. Ok, tiếp theo nhé, đó là Analyze. Analyze tức là phân tích. Revit cho phép chúng ta có thể sử dụng mô hình thiết kế để tiến hành các phân tích, như là phân tích về tải trọng, các phân tích về hệ thống cơ điện, các phân tích về năng lượng, các phân tích về chiều sáng. Đấy, các bạn thấy không? Thì đây chính là một trong những cái giá trị cũng rất là được các cái nhà thiết kế yêu thích, khi chúng ta có thể tận dụng cái mô hình của chúng ta để có thể tiến hành các cái phân tích cần thiết để có thể là tạo ra một cái thiết kế tốt nhất và chứng minh cái giá trị của thiết kế của chúng ta. Hiện nay thì mình là kiến trúc sư thì mình cũng chủ yếu sử dụng cái bộ công cụ là Energy Analyst để phân tích năng lượng và Light Analyst để phân tích về liên quan đến chiếu sáng. Ngoài ra có sẽ có một số công cụ phân tích khác nó nằm ở đây nhưng chúng ta phải cài đặt thêm vào. Và sau này hình hy vọng mình sẽ có thể tạo ra các khóa học liên quan đến các cái mô phỏng về năng lượng giúp các bạn có thể tạo ra được một cái công trình kiến trúc thật là tốt. Machine Insight là nơi chúng ta sẽ tạo ra các hình khối, có thể là các hình khối ý tưởng hoặc các hình khối hiện trạng, hoặc giúp các bạn tạo ra các hiện trạng như là địa hình. Đấy, tạo ra các cái đối tượng như là cây xanh, bãi đỗ xe, các cái san nền. Đấy, cái này liên quan đến nhiều đến hiện trạng là chủ yếu nhé. Collaborate, đây là chính là cái sức mạnh cũng được rất là nhiều người ưa thích khi sử dụng Revit, đấy chính là các công cụ liên quan đến phối hợp. Nếu các bạn muốn làm việc giữa nhiều người, nhiều bộ môn, nhiều công ty với nhau thì đây là bộ công cụ dành cho bạn, và chúng ta có thể tương tác với nhau trong thời gian thực, vượt qua các cái khoảng cách về không gian địa lý, đấy, khoảng cách về thời gian để chúng ta có thể làm việc nhóm với nhau trên phạm vi toàn cầu luôn. Đấy, thì đây cũng là một cái rất là mạnh mẽ. Mục View là nơi chúng ta sẽ có các cái thiết lập liên quan đến hiển thị. Cái này liên quan đến hiển thị. Như các bạn thấy chúng ta có các liên quan đến graphic, đồ họa này, render này. Đấy, các cái tạo ra các view nhìn, khung nhìn, các cái dàn trang, in ấn, vân vân. Cứ liên quan đến hiển thị. Các bạn muốn liên quan tùy chỉnh cái gì liên quan đến cái màn hình làm việc chúng ta thì các bạn vào view. Đấy, được chưa ạ? Manage là nơi chúng ta sẽ quản lý các cái thông tin, thông số liên quan đến dự án. Mục Manage này là một trong những cái mục rất là quan trọng, và nếu các bạn muốn có những cái kỹ năng Revit chuyên nghiệp để quản lý, là để làm chủ trì hay để làm như là BIM Manager chẳng hạn, thì các bạn cần biết các cái thiết lập trong này, thiết lập về vật liệu, thiết lập về thông số, thiết lập về đơn vị, thiết lập về phối hợp, thiết lập về vị trí, các giai đoạn, các cái quản lý về phối hợp, rất là nhiều thứ trong này, được chưa ạ? Add-in là các cái công cụ chúng ta thêm vào, những cái ứng dụng chúng ta thêm vào. Như các bạn có thể thấy chúng ta có các ứng dụng như là lấy các cái file của SketchUp này, hay các bạn thấy có những cái file như là liên quan đến các phần mềm khác phối hợp với nhau nó nằm trong này. Và những cái này thì các bạn sẽ phải cài đặt mới có nhé. Nó giống là những cái app ấy, những cái add-in chúng ta phải cài mới có. Ví dụ đây cái Flow Design này này cũng là một cái add-in mà mình cài vào. Flow Design là một cái add-in để giúp các bạn mô phỏng gió. Nếu các bạn nào thích thì sau này mình có thể hướng dẫn các bạn để mô phỏng gió cho công trình. Extension thì cũng tương tự thôi. Extension là những cái add-in, những cái phần bổ trợ khi chúng ta thêm vào trong dự án thì chúng ta có thể sử dụng Revit một cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Modify là bộ công cụ liên quan đến hiệu chỉnh đối tượng.
như các cái lệnh mà các bạn hay dùng như là align này, mover này, copy này, xoay, mirror, đấy, những cái lệnh liên quan đến hiệu chỉnh đối tượng. Và cái bộ công cụ này thì chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều. Ngoài ra khi chúng ta thực hiện một cái lệnh ấy, thì các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái bộ công cụ mới nó nằm nó sáng lên màu xanh ở đây. Thì đây là bộ công cụ contextual bar. Thì khi bạn sử dụng lệnh ấy thì nó sẽ hiện ra, được chưa? Khi bạn sử dụng lệnh thì thường nó sẽ hiện ra. Và chúng ta sẽ lựa chọn những cái thiết lập trong này để thực hiện lệnh. Tương tự khi các bạn thực hiện lệnh thì nó cũng sẽ có một cái bộ công cụ nó hiện ra phía dưới này. Đây là bộ công cụ option bar, tức là những cái thiết lập, những cái lựa chọn khi chúng ta thực hiện lệnh. Contextual tab và option bar này rất là quan trọng. Các bạn lưu ý nhé, khi sử dụng Revit, khi thực hiện lệnh thì thường chúng ta sẽ phải thiết lập lệnh và lựa chọn các lệnh ở đây rồi chúng ta mới thực hiện lệnh nhé. Tiếp theo là các bạn thấy ở phía hai bên này nó sẽ có bộ công cụ Project Browser và Protist. Hai bộ công cụ này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong các clip sau. Tương tự phía dưới này nó sẽ có các công cụ khác nữa và mình sẽ hướng dẫn các bạn trong các clip sau nhé. Kiến thức cuối cùng thì mình muốn hướng dẫn các bạn đó là chúng ta có thể tùy chỉnh hiển thị của cái bộ công cụ Ribbon Tab này. Thật sự các bạn kích vào đây này, chúng ta sẽ có các lựa chọn. Ví dụ như các bạn muốn Minimize to Tab, tức là các bạn kích vào đây nhé. Đấy này, nó sẽ ẩn hết đi, chỉ còn lại những cái dòng chữ này mà thôi. Và các bạn muốn kích vào lệnh thì các bạn phải, đây, nếu chúng ta thoát ra thì nó ẩn như này. Còn muốn thực hiện lệnh thì kích vào đây rồi mới chọn ra được. Thì giả sử như trường hợp bạn nào mà màn hình bé thì có thể sẽ làm như thế này. Và các bạn có thể kích vào đây, chọn là Mini My to Panel Type. Thì nó khác ở chỗ là nó có thêm những cái phần thiết lập này phía dưới này nữa. Được chưa? Hoặc là Mini to Panel Button, tức là nó sẽ ra các cái nút này. Bạn thấy không? Đấy, là những cái nút. Đấy, thường thì mình sẽ không sử dụng những chế độ này. Và mình sẽ sử dụng như cái đầu tiên mình thấy ấy. Và bây giờ để làm sao chúng ta quay trở lại được cái đầu tiên mình thấy. Thì các bạn chỉ việc kích vào cái tam giác này này. Show Full Ribbon. Đấy, thì nó sẽ trở về như hiện trạng. Được chưa? Ok nhá. Như vậy, kết thúc bài học hôm nay, các bạn đã được nắm các thanh công cụ như là Quick Asset Toolbar, Info Center, Ribbon Tabs, Contextual Tabs và Option Bar. Mình cũng hướng dẫn các bạn tùy chọn ẩn hiện các thanh công cụ khi cần thiết. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.